46. Phẩm trí hướng đến, lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, ai có thể phát sanh tin hiểu? Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát từ lâu đối với quả vị giác ngộ cao tột, phát tâm hướng cầu, tinh cần tu hành, đã từng cúng dường trăm ngàn muôn ước Phật, ở chỗ chư Phật phát nguyện rộng lớn, thiện căn thuần thục, được vô lượng thiện hữu nhiếp thọ, thì đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy mới có khả năng phát sanh tin hiểu. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, có có khả năng phát sinh tên hiểu thì theo tánh gì tướng gì trạng gì mạo gì Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy điều phục tánh tham sân si làm tánh, xa lìa tướng tham sân si làm tướng, xa lìa trạng thái tham sân si làm trạng, xa lìa diện mạo tham sân si làm mạo. Lại nữa, thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy điều phục tánh tham, vô tham, sân vô sân, si vô si làm tánh, xa lìa tướng tham vô tham, sân vô sân, si vô si làm tướng, xa lìa trạng thái tham vô tham, sân vô vô sân, si, vô si, làm trạng, xa lìa diện mạo tham, vô tham, sân, vô sân, si, vô si, làm mạo. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thành tựu tánh tướng trạng mạo như thế, thì đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy mới có khả năng phát sanh tin hiểu. Cụ thọ thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát tin hiểu bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, sẽ hướng đến chỗ nào? phật dạy này thiện hiện đại bồ tát ấy sẽ hướng đến trí nhất thiết trí cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn nếu đại bồ tát hướng đến trí nhất thiết trí thì có khả năng làm chỗ hướng về cho tất cả hữu tình phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy như lời ông nói nếu đại bồ tát có khả năng tin hiểu bát nhã ba la mật đa sâu xa này thì mới có khả năng hướng đến trí nhất thiết trí nếu có khả năng hướng đến trí nhất thiết trí thì mới có khả năng làm chỗ hướng về cho tất cả hữu tình thiện hiện lại bạch, bạch thế tôn đại bồ tát ấy có khả năng làm việc khó làm đó là mang giác đội mũ kiên cố thế này, ta sẽ độ thoát tất cả hữu tình, đều khiến chứng đắc niết bàn rốt ráo. Tuy đối với hữu tình làm việc như vậy, nhưng hoàn toàn chẳng thấy có hữu tình nào được an lập phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy như lời ông đã nói đại Bồ tát ấy có khả năng làm việc khó làm đó là mang giác đội mũ kiên cố như vậy ta sẽ độ thoát tất cả hữu tình khiến đều chứng đắc niết bàn rốt ráo tuy đối với hữu tình làm việc như vậy nhưng hoàn toàn chẳng thấy có hữu tình nào được an lập